Phật dạy, muốn thay đổi vận mệnh thì trước hết phải thay tính đổi nết. Hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ tâm tính nóng giận. Vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng nảy như thế nào? Trước mọi trạng thái bất mãn, bạn phải vững tin vào nhân quả. Người khác làm mình tổn thương mình ở kiếp này thì đều có lý do của nó cả. Có thể đây là quả báo mình phải trả giá cho lỗi lầm ở kiếp trước. Hãy chấp nhận số phận của mình. 2. Sống ở đời, đừng đổ lỗi cho người khác. Bạn trải qua một cuộc đời như thế nào là do nghiệp kiếp trước của bạn soi dẫn. Nếu bạn có cuộc sống tốt thì kiếp trước bạn là người lương thiện, làm nhiều điều tốt đẹp nên kiếp này hưởng phước. Nếu có ai đó đối xử tệ với bạn, chắc chắn bạn cũng từng đối xử tệ với họ trong kiếp trước, kiếp này phải nhận hậu quả. 3. Bớt sợ hãi, bớt lo xa. Có một điều thường xảy ra trong cuộc sống nhưng ít ai lý giải nổi. Đó là khi chúng ta lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Hay khi chúng ta ghét cái gì thì cái đó lại đến. Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sanh đều chết, nhưng chết không phải là kết thúc mọi thứ. Chết chỉ là sự chấm dứt của một kiếp sống. Từ đó chúng sanh sẽ đi theo nghiệp mà mình đã tạo ra khi còn sống trên thế gian. 4. Tập bằng lòng và nói lời cảm ơn. Sự bằng lòng luôn mang lại niềm vui. Đối với tiền bạc, kiếm ít thì tiêu ít, mà kiếm được nhiều thì tiêu nhiều. Đừng bao giờ so sánh hay cạnh tranh. Hãy bớt sân si, ghen ghét nhau, thay vào đó là hoan hỷ để tự tạo phước cho chính mình. Hãy cảm ơn đời vì vẫn còn cơm để ăn, còn có nơi để ngủ, còn có gia đình để về, cơ thể lành lặn. Tại sao cứ phải hơn thua từng chút một? Làm như vậy bạn có được thêm gì không? 5. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Luật nhân quả chỉ là một trong bốn việc Đức Phật không thể xoay chuyển, cốt là ở mỗi người mà thôi. Nhân quả xuất hiện rõ nhất ở những người hay tức giận, nổi cáu. Những người này cực kỳ dễ mắc bệnh, sức khỏe kém. Vì vậy, khi học Phật Pháp, chúng ta phải tin sâu nhân quả, chăm chỉ làm việc thiện, tôn trọng người khác ở khắp mọi nơi thì sẽ có được quả ngọt. 6. Không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cháu. Sau khi người lớn tuổi theo học Phật Pháp, họ vẫn không thể buông bỏ con cái, thậm chí cả cháu của mình. Lúc nào cũng muốn kè kè sát bên để theo dõi, bảo vệ con cháu. Dẫu biết điều đó là do xuất phát từ lòng thương, nhưng bạn không nên làm như vậy. Con cháu có phúc khí, có phúc phận của riêng mình và bạn không thể thay đổi được. Họ chỉ có thể thay đổi thực tại khi họ trở nên giác ngộ. Nếu bạn vẫn quan tâm họ quá nhiều thì bất cứ ai mà bạn quan tâm sẽ sống bằng nghiệp của bạn trong kiếp sau. 7. Đừng vội vàng trong quá trình học Phật Pháp. Lo lắng là biểu hiện của tâm phân biệt đối xử, không tin nhân quả. Có người vội vàng, cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh, có thể đi lễ Phật, tụng kinh. Có người ngày hôm nay niệm Phật, ngày mai lại muốn khỏe hơn, niệm Phật tháng này, tháng sau muốn được hưởng lợi. Những điều này đều là vọng tưởng, đi ngược lại nhân quả. Sự thành công của bất cứ việc gì cũng phải tuân theo một quy luật. Không lạnh đến thấu xương thì hoa mận làm sao có thể thơm được.